Xin chào cả nhà. Bữa nay ở nhà rí và thèm bún mắm quá bà con ơi. Bữa nay nấu bún mắm ăn nha. Mời bà con bữa nay là ăn bún mắm với gia đình Lan. Ở đây Lan có mua hai miếng ba rọi. Cá này là cá gót lình. Không biết tiếng Việt là gì thì Lan không biết nha. Nhưng nó không có xương mà thịt nó dai ăn ngon lắm. Ở đây Lan có mua xương heo. Khoảng gần không tới 2 kg. Tôm. Tôm này ta luộc ngoài biển rồi mình lột mình để vô ăn ngon lắm bà con. Ở đây đang có chuẩn bị mắm nha, mắm này thì ở Việt Nam đang đem qua mắm cá chốt, còn cái này là mắm Thái, của Thái mà mắm cá linh xay, nó làm thì hơi mặn, cá này thì lạ, cái này thì mặn. Đó là có chuẩn bị sả, nước dừa tươi, cái này là ngải bún nha bà con, ngải bún đang nấu. Đó còn bên đây để Lan giới thiệu với bà con cái này nha. Cái này là chót lịch minh, bà con làm húng cây mà loại chót lịch nó thơm nó nồng hơn cái húng cây thường mình nha. Đây cái này là húng cây thường nè bà con, cái cọng nó trắng hơn chút xíu nha, cái lá nó cũng khác hơn. Còn cái chót lịch á là cái loại chót lịch minh á, là húng cây mà loại chót lịch á, cái này nó đen mà nhưng hửi nó thơm nồng lắm. Cái giống này Lan với em Lan mới mua mới trồng. Bên đây thì có sẵn bắp cải, hẹ, giá. Nói chung ở đây thì ăn bún mắm thì vậy thôi chứ không có bắp chuối nha bà con. Đó, nên mời bà con vào bếp với Lan. Đây, thịt ba lạp ba gọi Lan cũng trụng sơ cái đi nha bà con. Trụng sơ đó. Ông xã ngủ đây, ông chơi với con chó bà con. Đây, đang trụng sơ nó nha. Đang bắt cái nồi nước sạch bên đây, đang bỏ qua, đang luộc nha. Thấy không, trụng nước nó đang rùi rùi đó, bà con ra đen nước dơ, thấy không? Rồi, bây giờ Lan đổ nó ra, Lan rửa lại nha. Bà con ơi, nãy giờ lu bu Lan quên nói là rửa cái xương xong rồi Lan để vô trong cái nồi súp lại rồi nha, mà nhưng quên quay phim. Rồi bây giờ có bọt thì mình hớt bọt nó nha bà con. Đây bây giờ Lan để mắm vô đây Lan nấu nha bà con. Đó. Nấu cho nó rã xương. Đây bây giờ nó sôi lên mình thấy có bọt đó mình hớt nha bà con. Rồi Lan đập dập dập, cái bún mà mình đập nó dập dập gì Lan để vô đây trong cái nồi súp này luôn. Mình nấu cho nó thơm nha, chút nữa mình mới lược lại. Rồi Lan tắt máy nha. Rồi Lan để vô một muỗng nước dừa tươi nha bà con, cho nó ngọt nó thơm. Rồi bắt đầu mình nấu riu riu cho nó mềm xương. Giờ Lan đi sắt cá với làm rau nha. Giờ Lan sắt cá nha bà con. Bỏ cái giờ Lan bỏ cái da nữa nè. Bỏ cái da. Thì mình cứ sắt gì nè bà con, miếng thôi bự bự vậy đó. Cái này ăn lẩu ngon lắm bà con. Cá này nè. Thôi Lan cúp máy cho bà con thì mình cứ cắt y như vậy cho nó hết luôn. Đây, nãy giờ Lan rửa rau đồ sắt bắp cải rồi rửa hẹ đồ rồi rau thơm đồ rồi nha bà con, mà tại cái này dễ quá thì Lan không quay phim nha. Đây nãy giờ xương heo nó mềm nó chín rồi nha, khoảng 40 phút rồi, giờ Lan cái lấy ra nha bà con. Lan gấp nó ra, Lan đang lược mắm vô. Sau khi Lan vớt sạch xương ra rồi Lan để xương qua một bên nha, Lan lược cái nồi súp. Đây Lan vớt mấy cái này Lan lược bỏ ra nha bà con. Nó vớt nó bỏ ra. Ăn thì thôi Lan lược vậy thôi à. Đó xong. Lan để mắm vô nha. Để mắm vô. Rồi Lan lượng miếng nước sôi vô thêm. Lan để thêm một ly nước lạnh nữa nha bà con, cho nó nhiều nhiều chút xíu nước sốt.
Rồi bây giờ bắt đầu đang nêm nếm của nó làm sao nha. Nó còn nhạt lắm bà con. Đang để thêm một muỗng đường nữa nha, một chút xíu muối. Đang để thêm một miếng bột ngọt. Đang để thêm một miếng nước mắm nhỉ. Nói chung mình ăn với bún rau giá đồ nhiều quá thì bà con nêm hơi cứng cứng chút xíu mà bà con nó mới ngon nha. Đó. Wow, được rồi, ngon quá rồi. Bây giờ lăn lờ dời nó vô trong cái nồi ở trong nha. Rồi bây giờ bắt đầu lăn trụng bún. Bún này dai ngon lắm nè. Rồi bún được rồi nha bà con, đang đổ ra mình đổ ra mình rửa là bằng nước nó ấm ấm á bà con, cho nó sạch nha, đổ nó ra. Cái cá này nha bà con, đang trụng nó gì cho nó chín nha, trụng nó sôi lên cho nó chín rồi đang gấp ra, chứ không có bỏ vô đây nấu nó bị bể hết trơn nha bà con. Đó đang để gì đang trụng đó, hơi lâu chút xíu mà nhưng nó ngon, có cái xương mà. Giống như mấy cái miếng mỏng này là chín rồi nè đó, còn chỉ có mấy miếng dày thôi, sợ mấy miếng dày là đang sắc không đều nè. Cái miếng mỏng này là chín rồi nè. Cá này ngon lắm bà con, ăn lẫm này, ngon ngọt ngon. Ăn Dũng, thí dụ mấy miếng này thì chưa chín đâu nghe, nó dày dữ lắm, thì mình cứ đợi nó chín rồi mình đã vớt ra lan trụng hết cá như y như vậy nha. Đó thì lan trụng hết y như vậy đó. Thôi làm tắt máy nha, để bà con coi lâu quá cũng chán nha. Mình cứ trụng đứng mất công, bỏ công ra trụng nó chút đi. Đó bây giờ nó chín là lăn vớt ra nha. Rồi đầu lăn tiếp tục lăn trụng hả vậy đó, cho nó hết luôn. Đây Lan đã chuẩn bị xong cái mâm ăn bún nước lèo nha bà con. Thì bún với rau lăn trụng rồi trơn rồi ha. Bây giờ đầu nguyên cái mâm này nãy giờ Lan lột mớ tôm nữa nè. Hấp dẫn không? Bắt đầu bắt bún nha. Lan đi bắt bún. Bà con ơi, dòm cái tô bún nước lèo của anh chưa đâu, hồi còn phải nhận rau vô cái nữa. Lấy tay ra em chụp hình ngay. Đóng thịt ở dưới. Bó tay. Đầu quá trời mới nấu bún mắm nè. Mời cả nhà ăn bún mắm với Lan nha. Đây quá trời hấp dẫn, ngon quá bà con ơi. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn. Cô nhỏ quá. Mời cả nhà ăn bún. Ông đói quá, ông sắp trước rồi bà con ơi. Đói quá sắp trước rồi. Ủa, ngon quá bà con ơi, hấp dẫn quá. Cút miếng nước này. Ngon lắm. Cái này mở tiệm bún mắm được rồi đó. Quá hấp dẫn quá. Anh ăn thử rau chót lịch minh đó anh. Cái này chót lịch minh nè. Không, này chót lịch thường. Thường nó có chót lịch minh nữa. Con chó nó bụng. Mời cả nhà. Cá quốc lịnh này ngon lắm bà con. Nó ngọt ngon lắm, không có xương mà nó dai, thịt nó dai ngon. Cho ăn miếng nước mình có hiểm vô. Ăn miếng ớt đó bà con cho nó ngon. Mời cả nhà ăn bún nha. Anh Liêm bữa nay ăn tô xa lửa. Này nấu theo kiểu là ở xứ anh Liêm là ở Sóc Trăng, ở Bạc Liêu rồi nè, Cà Mau. Ở cây dừa nói hồi tới tùm lum nữa mà. Sóc Trăng cây dừa.
nấu ít mắm cho không nhiều, không có mùi mắm nhiều đâu. Để ăn. Đúng rồi. Đúng rồi. Thèm quá nấu ăn hai bữa nha bà con. Nấu bữa này ăn sáng 10 nữa. Trời tôm ngon quá trời luôn nè. Nó luộc sẵn ngoài biển tươi sẵn. Cay vậy. Trời ơi, trùng phép. Tôm. Tôm biển. Hình như cái này ăn tôm đắt ngon lắm anh. Bún nước lèo mà ăn tôm đắt con nó nhỏ nhỏ về xứ Anh Liêm nó ngon. Mới cắt tóc đẹp trai mà còn. Con trai cắt chứ mình không có cắt nha. Con trai mình Michael nó cắt. Qua cái trận dịch này ai cũng làm thợ cắt tóc hết trơn rồi bà con, người nào cũng làm thợ hết rồi. Ở nhà mà ta cắt được chắc vài bữa nghỉ đi shop rồi. Nhà cắt hết rồi. Bữa nay Lan cũng chèo một tô dữ dằn lắm nha, chứ không phải ít đâu nha. Tô cũng bự á. Thịt ba rọi cũng ngon nữa anh. Chỗ này bán thịt ba rọi cũng ngon nè. Chỗ cái tiệm thịt anh này bán thịt ba rọi cũng ngon. Cái tô gì? Cái tô của anh mà về Việt Nam nhá. Có 5 tô nhỏ không anh? 4 5 tô nhỏ à. Đúng rồi. Mà về Việt Nam hình như nực quá, em thấy anh ăn cũng đâu có nhiều phải không? Ở về Việt Nam ăn nóng, nóng quá bà con ăn được nhiều. Giờ tô bự rồi. Giờ cho biết rồi. Việt Nam anh ăn. Nhớ đợt đó mình về mình ăn tô phở giật mình không? Ừ. Ở Sài Gòn bán tô phở giật nữa. Ăn dữ rồi. Không còn rõ đâu. Quá trời tết. Cả chục con. Hơn chục con. Ăn bữa nay vài bữa ngát tép luôn. Ngồi ăn này xong lấy một lon coca uống cho nó tiêu. Nước coca bỏ nước đá vô. Bốn chớ hiểm hả? Ừ. Cá gót lình ngon lắm bà con. Có cá gót lình là cá tiếng Việt chứ bản gì là cũng biết nữa. Mà nó dai nó ngon dữ lắm, ngon lắm. Cá này ăn bò cũng giống ngon lắm. Nấu cháo cá cũng ngon nữa bà con. Giờ này mới thấm cay. Mấy cái ớt? Bốn cái. Trời đất ơi. Hai muỗng ớt. Hai muỗng bự. Bởi vì ông Liêm muốn đi qua Thái Lan rồi, người ta phải ăn khoái lắm. Nhà này ăn cay hay lắm. Còn có thấy cái mùi chocolate minh không? Nó khác hơn cái mùi minh thường. Ừ. Nó strong hơn. Nó cái lá rau thơm đó bà con, lá rau thơm mà nó nói là chocolate đó, ăn ngon hơn cái rau thơm của mình. Nó nồng, nó rát, nó thơm lắm. Ăn bún mắm ngon, cái đó đó. Nó chứa tôm ăn 4 năm con dữ rồi, đi lại Ukraine gì mà chưa ăn nhiều nữa, ăn đâu nổi không? Nó ăn 3 con nữa. Hả? I'm making a little... I'm making a castle. Ừ. Ông tô này chắc ngon nghỉ mệt chút.
ăn xong á ngồi yên mệt các bà con, còn hiểu không cả không? Quá trời nữa. Tại mà mình ổng đâu cho Lan bắt đâu, để ổng đi làm, ổng bắt ơn lắm trời đất ơi. Cô nào qua đây nè con. Uống cô ca cho nó tiêu mà. Thế muốn ăn gì bắt nhiều nhỉ? Ừ. Nhiều rau nhiều bún. Mời bà con uống cô ca nha. Rồi chứ cô rau bằng tôi này. Phải không? Ngon quá bà con ơi. Còn ở đây một mâm nữa, trận chiến này ngày mơ buổi tiếp. ăn ghế cái bữa nào sáng lên cũng chạy bộ mà đâu có xuống đâu. Chạy mà giống thứ 3-4 cây số mà có nhận gì nó đâu. Thấu má. Thịt bà đậu miếng bự bự vậy nè. Trời ơi. Chỉ có nhịn đói. Nhịn đói hả? Thôi. Trời ơi, ăn bữa nay đang nhớ cái ngày mơ chứ cái gì mà nhịn. Khoa lấy bên phía. Lan ngon quá, thôi tới đây Lan xin chào cả nhà. Ông xã bơi từ từ đi nha. Bà con có yêu thích Lan nhớ đăng ký ủng hộ dùm. Thành thật cảm ơn. Chúc bà con ngày mới vui vẻ, ủng hộ cho Lan nhiều nhiều. Chào cả nhà, bye bye. Chào cả nhà, bye bye. Bơi thì cho nó bỏ ủng. Ông gắng bơi, cái tổ ông quá trời rồi.